anh làm được. Hello, xin chào anh em nha. Chào anh em quay trở lại với channel của Phong Điêu Quang. Hôm nay sẽ là một cái video liên quan đến sen đường bãi. Ở đây thì em sẽ có 1, 2, 3, 4, khoảng 5, 6 con gì đó. Bên kia còn 1, 2 con, em sẽ quay nốt cho anh em luôn nha. Hiện tại thì em đang có nhu cầu xả kho, nghỉ bán cho anh em luôn. Thì trong quá trình làm sen nâng ấy em cũng bán cả 100 con rồi. Nên thì trong khi mà nhập về ấy, nó không tránh khỏi những cái con mà nó bị thiếu linh kiện, phụ kiện nha. Nó còn xác sen nâng nha. Thì những anh em nào mà làm xe nâng mà nó bị hư đồ đó thì anh em có thể liên hệ em rã linh kiện em bán cho anh em, hoặc là em có thể bán cái xác này cho anh em về anh em đổ lại vẫn bình thường anh em nhé. Các cơ cấu của nó vẫn bình thường, nó chỉ thiếu một vài cái linh kiện điện tử hoặc là bị hư bơm. Hư bơm thì nó rất là dễ rồi, anh em lên mua bơm mới thay mới phát là xong. Có nhiều con hoạt động ok luôn, tùy vào cái công việc của anh em nhé. Em sẽ giới thiệu rõ từng con cho anh em. Ok, đầu tiên thì để ủng hộ cho Phong Điêu Quang, anh em đừng quên bấm like và cho em xin một chia sẻ công khai trên nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook anh em nhé. Em quay sơ qua cho anh em. Con này thì xe nâng tay thấp nhưng mà nó nâng cao lên được khoảng tầm đây này anh em thấy không? Nó nâng lên maximum chắc khoảng tầm 30 cm nhé so với mặt đất. Con này tải thì sẽ là 900 kg, tuy nhiên thác xác của nó thì nặng tới cả tấn cơ nếu mà có bình ắc quy. Quay cho anh em này, sau đó báo giá luôn nha. Lam của con này thì rất là dài, em thấy không? Lam rất là dài và nó làm bằng càng thép U rất là dày này. Em nhìn thấy chưa? Thép mà thép của Nhật nó sẽ khác nha anh em nha. Thép của Trung Quốc á, là nếu mà xe mà anh em vứt ngoài nắng mưa á, là ít bữa là nó han nó mục liền. Nhưng mà anh em biết là những cái này á, ở bên Nhật là họ đã phơi mưa phơi nắng cả bao nhiêu năm rồi. Xong về Việt Nam phơi mưa phơi nắng thêm biết bao nhiêu năm nữa. Nhưng xin nói thật với anh em là em làm xe nâng 4-5 năm nay nha, là anh em nhìn này, thép của Nhật này, những cái con này từ rất là lâu rồi, anh em thấy không, vứt mưa vứt nắng này, không thành vấn đề đối với nó này, nước sơn này anh em thấy chưa, nó không, gần như không có ảnh hưởng gì hết anh em ơi, này, những cái này anh em chỉ cần lấy bàn chải anh em chải đi phát là xong, bởi vì nó còn chưa ảnh hưởng vào lớp sơn nữa. Con này thì vẫn còn bơm thủy lực nhá, vẫn nâng lên hạ xuống được, tình trạng này em sẽ báo cho anh em sau nhá, con này vẫn nâng lên hạ xuống được nha, di chuyển tiến lùi được nha. Vẫn di chuyển tiến lùi được. Tuy nhiên con này nó có một cái đó là nó bị tháo mất cái bộ điều tốc. Nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mà nó mất cái bộ điều tốc rồi. Tức là khi anh em di chuyển nó sẽ không có tốc độ nhanh chậm. Đấy, thì thành ra là nếu anh em nào mà có bộ điều tốc hoặc là rành về những cái dòng điều tốc của xe này này, thì anh em về anh em độ điều tốc vào thôi là ok nha. Đây, đây là khung để bình ắc quy. Bánh của nó đây anh em này. Đây là chỗ để mình đứng lên nha. Đứng lên mình lái này. Bánh của nó đây, vẫn hoạt động bình thường ha. Nè. Ok, xe tải 900 kg nhá, xe full của Nhật luôn. Quay đầy đủ cho anh em xem này. Con này thì anh em có thể thích hợp là mình nâng ba lết anh em ơi, nâng ba lết. Những cái nào mà hàng từ nâng ba lết anh em chuyển từ bên này sang bên kia, ví dụ như chuyển gạch men hoặc chuyển những cái gì nặng chậu cảnh đó đó từ bên này sang bên kia thì anh em dùng con này hợp lý nha. Em sẽ thanh lấy xác cho anh em. Ok, về thanh gửi bộ điều tốc của phát là anh em xài nguyên bản ngon lành luôn. Con thứ hai anh em này, con thứ hai thì nó cũng tương tự tay thấp nhưng mà con này tải nó thấp hơn nha. Con này tải chắc khoảng tầm
6-700 kg anh em ơi, 6-700 kg. Đây. Con này thì em không rõ hiện trạng nhá, bởi vì khi về á là nó mất EC, mất EC rồi. Giờ nó còn phần động cơ này với cơ cấu của nó. Đây phần động cơ, bánh thì còn mới nguyên anh em này. Bánh còn đẹp lắm. Động cơ đây, tháng 4 cho đầy đủ nha. Đó, nguyên bộ điện luôn. Xi lanh nâng lên hạ xuống của nó đây. Còn xi lanh đây. Đó. Con này thì khi mà về á này, điều tốc nó cũng bị bung ra rồi. Cái cơ cấu điều tốc nó bung ra rồi. Thì anh em sẽ có thể tận dụng lại được cái phần nâng lên hạ xuống của nó này, cái phần khung nhá, nâng lên hạ xuống. Đây là cái phần để bơm anh em này, để bơm. Thì con bơm của nó là bị hư nha, nó bị vỡ bánh răng. Em tháo ra em bán về chai luôn rồi. À, thì đây là phần bơm của nó này, và bình ắc quy nằm đây, bơm nằm bên đây nha. Đây, gắn ống vào thôi là nâng lên hạ xuống được nha. Phần xi lanh này em sẽ bao cho anh em nha. Phần xi lanh của nó còn mới tinh mà. Đây, đồng hồ báo vôn, chìa khóa, bánh lái. Đó. Bánh lái thì em sẽ bao cho anh em luôn, động cơ vẫn còn sống nha. Động cơ bánh lái còn sống, nó chỉ có cái là bộ EC của nó là nó bị tháo mất rồi. Bị ông nào ông tháo mất cái EC rồi. Xe này ngoài bãi là chuyên gia bị tháo mất EC nha mà. Đây anh em thấy những cái củ này rất to này. Cái này là những cái động cơ của xe nâng á, những con khác đó. Như con này cũng vậy này, động cơ dầu này, đây này. Động cơ của bơm dầu đó. Rồi con này cũng sẽ thành lý xác cho anh em có nhu cầu độ nhá. Bánh xe của nó anh em nhìn này. Cái phần nâng lên hạ xuống của nó vẫn ok nhá. Khung khiết của nó vẫn ngon lành. Anh em về gắn động cơ đầu bơm vào thôi, rồi gắn mạnh điều tốc, gắn ắc quy vào là chạy thôi. Rồi sang con thứ 3 đi anh em ơi. Con thứ 3 thì quá tuyệt vời luôn. Con thứ 3 thì em tính giữ lại để đổ cái cầu thang nông cố định anh em. Nhưng bây giờ bận quá, đi Sài Gòn là không có thời gian để mà làm nữa. Con này thì tuyệt vời lắm. Này, nó là con mà cái khung này dày nhất từ trước giờ trong cái dòng này mà em thấy luôn này. Rất là dày luôn anh em này. Thấy chưa? Nó chắc phải mười mấy mili. Rất là dày. Xích của nó là xích 3. Xích xe nâng xịn luôn. Chuyên dụng luôn, tay của nó cũng to nữa. Con này là nguyên bản theo thông số từ nhà sản xuất, ở trên bảng nó có thông tin luôn anh em, là con này tải tới 900 kg lận. Này, em xem cái phần khung thép của nó này, vì sao em lại giữ lại này? Này. Rất là dày to. Cái phần càng nâng của nó thì cũng rất là phổ thông nữa. Con này nó sẽ nâng lên tối đa được khoảng tầm cái bánh xe nó sẽ lên tới đây này anh em này, thấy cái chỗ đen đen này anh em thấy không? Đó. Hình như em là 1m67 đi thì nó tới đây. 67 thì tới đây rồi anh em. Thì cái này nó đâu đó nó khoảng tầm 1m8 em nhá, nâng cao khoảng 1m8. Còn cái càng của nó khoảng 2m, từ dưới mặt đất lên trên là khoảng 2m nha anh em nha. Đó. Còn phần bánh của nó thì sao? Con này lúc đầu về anh em, con này lúc đầu về, những anh em nào xem video xe nâng cũ của em thì anh em biết là con này khi mà về nó hoạt động bình thường luôn. Nhưng mà sau này này là nó bị mất cái cảm biến lái, nó có trợ lực lái điện anh em nha. Nó mất cái cảm biến, cái vòng từ ở đây này, nó sẽ có một cái vòng điện từ ở đây để nó cảm biến lái. Khi anh em xoay sang trái thì bánh nó sẽ xoay sang trái nha, tại vì con này nó có nguyên một cái phần động cơ anh em thấy không? Là trợ lực điện, trợ lực lái điện luôn. Nó lái nhẹ lắm. Lái nhẹ nhất trong tất cả các dòng luôn. Đây. Bơm của nó thì vẫn hoạt động bình thường anh em ơi nha. Bơm của nó về anh em đổ dầu vào là vẫn nâng lên hạ xuống bình thường. Đây, cái này nó bị bánh xe của nó cũng vẫn chạy được luôn anh em nha. Bánh xe của nó cũng vẫn chạy được luôn. Đấy. Bánh xe anh em đấu điện thì nó vẫn chạy bình thường. Điện thì vẫn chạy nếu có EC. À. Mà con này nó... Để em về em kiếm lại cái EC của nó xem có còn không. Chìa khóa tổng vẫn còn này. Nên bây giờ anh em lấy thì em sẽ bám sát lại cho anh em. Đây này. Bình ắc quy của nó rất lớn anh em này. Đây, em nhìn những cái lưới của nó nhìn xịn chưa? Rất là dày và xịn. Con này thì anh em có thể làm một cái thang cố định khi mà anh em dê xe vào để bốc hàng xuống ấy, gỡ hàng xuống hoặc là nâng hàng lên chẳng hạn. Khi mình đưa xuống xong rồi mình nâng lên trên xe nha. Như anh em nâng chậu cảnh cố định, làm những cái gì đó nó mang tính cố định, hoặc anh em làm một cái thang
lại thang từ dưới lên trên, nâng xe máy hoặc nâng cái gì lên trên lầu hoặc trên gác gì đấy, em có thể độ nó cao lên một chút cũng được, tùy ha. Còn một con siêu khủng nữa anh em này, con thứ tư. Con thứ tư đây, con thứ tư thì nó cao tới 6 mét lận. Nếu anh em nâng mắc lên nó phải 5,8 m nha. Nó phải cao tầm 5,8 m đến 6 mét. Đấy, con này như ông chủ bãi báo với em là nó tới 6 mét á. Nhưng mà em chưa bị em nâng nó mắc lên cả. Bởi vì mấy cái trần này nó không có được 6 mét nha. Trong nhà em cũng chỉ được 5 mét thôi. Đấy không? Nhưng mà con này nó phải 5,8 m đến 6 mét. Tại vì nó ba lao mà. Em nhìn cái lao của nó này. Lao của nó thì cũng siêu dày, bởi vì sao, nó tải đến 1 tấn mà, con này là tải đến 1 tấn nè. Lao của nó còn dày hơn con cam kia nữa, nhưng mà con cam kia là lao đơn, cái là càng thôi, còn cái này là lao này, em thấy không, ba cái lao, xích của nó thì xích đôi. Cái này thích hợp cho những anh em nào làm thang máy nha, làm thang máy từ lầu trệt lên tầng 1 là thoải mái, là tầm bị 6 mét, mà thường thường lầu của anh em nó chỉ khoảng tầm 4 mét thôi, 4 mét đổ lại thôi, 4 mét rưỡi đổ lại thôi. Con này tải 1 tấn thoải mái cho em nâng hàng luôn nha. Làm cái thang máy quá đẹp luôn. Con này phần điện em bao cho anh em luôn nha. Đó, phần điện em bao cho anh em luôn, phần cơ bao cho anh em luôn. Nó chỉ có cái xác của nó thì nó hơi cũ thôi. Đây này, sẽ quay hoàn chỉnh cho anh em nha. Đó. Một con này nó còn đẹp lắm. Hai xi lanh em nhé, hai xi lanh hai bên. Phần càng của nó đây. Em thích thì phần làm lại cái phần lồng cho nó để làm thang máy. Mày không biết là EC của con nào này nữa. Cái phần khung này của nó thì anh em biết sao không? Tại vì nó liên quan đến ắc quy á, trong quá trình ắc quy nó sạc rồi nó có các cái hiện tượng xu phát hóa, các cái khí nó bay ra nên nó gây ra hiện tượng này đây anh em này. Nó bị gọi là chóc sơn. Những cái hoặc là những cái axit nó rỉ ra đây này. Những cái dung dịch axit á, hay là dung dịch để nạp vào ắc quy á anh em. Đây nó bị mục như vậy. Còn cái phần lao của nó thì ok hết nhá, phần khung thì anh em về có thể tháo ra sơn lại đi, chứ phần thép của nó thì ngon lắm, không phải lo. Rồi em sẽ sang tiếp cho anh em một con nữa nha. À, ở đây vẫn còn một con cưa vòng của Asida, con này trước em mua về để tính mở xưởng cơ khí anh em này, nhưng mà cũng không dùng đến. Anh em về lắp lưỡi là dùng thôi nhá. Asida, anh em nào thích thì em thanh lý lại cho. Con này báo giá luôn cho anh em nhé. Con này hoạt động ok hết, bao cho anh em tất cả chức năng, đầy đủ phụ kiện, thiếu mũi lưỡi thôi. Tất cả chức năng hoạt động ok hết nha. Đấy, con này em sẽ bán lỗ cho anh em luôn. Ngày trước mua 3,5 triệu, hiện tại sẽ bắt lại cho anh em giá 2,5 triệu thôi. Cực tốt luôn. Cưa vòng của em nhé. Nói đến cưa vòng thì anh em cơ khí sẽ biết rồi. Ha. Đây là một vài cái bơm thủy lực nó bị hư của con xe nâng này, em gỡ ra đây này, đầu bơm với lại thùng dầu của nó này. Đây, ESC của mấy con xe này anh em này. ESC bộ điều tốc cũng như là rơ le của mấy con xe em tháo ra đây này. Phần bánh của nó bị hư này. Ở đây còn một con xác con xe rất là ngon luôn. Con này cái càng của nó anh em thấy không? Cái càng của nó rất to và dài. Không, càng của nó thì phải gần 2 mét nhá. Còn khoảng giữa này của nó chắc khoảng tầm 1 mét rưỡi. Em cần thì em đo lại thông số cho anh em. Con này của Sino. Ngày trước thì em về 4 con anh em, là bán được 3 con. Còn riêng con này lỗi là để lại này. Giá cũ của con này là một con em bán là 35 triệu. Cái loại nó càng nó phổ thông hơn đây, càng nó di chuyển được. Còn con này là càng loại to này. Mà con kia nó cao hơn anh em nhé. Con này thì nó thấp hơn. Nguyên bản của nó như con này em bán cho khách ở Đà Lạt là 35 triệu anh em này. Nhưng mà riêng con này á, là nó bị hư động cơ. Đây cái phần bánh của nó em tháo ra đây này. Nó hư cái động cơ tiến lùi. Thì con này anh em có thể là mình tận dụng làm những cái thang lên xuống nha. Con này thì nó có thể nâng cao tối đa được 2,5 m anh em nhé. 2,5 m, nâng cao lên tối đa khoảng 2,5 m. Phần càng đó anh em có thể về anh em sửa lại, cắt gọn đi rồi em hàn lại. Thì tùy anh em thôi, hoặc là anh em để vậy làm nguyên một cái lồng để tải người hoặc tải xe gì đó tùy. Cái này tải tới 900 kg, rất là đẹp anh em ơi. Đây cho anh em xem lao của nó này. Khá là dày, xích đôi này,
xi lanh thì quá trời to bự luôn, quá trời bự luôn. Nhưng mà con này thì chức năng nâng lên hạ xuống hoàn chỉnh em nhé, không lỗi lầm gì hết, bơm của nó còn hoạt động bình thường luôn. Về gắn bình ắc quy vào là chạy thôi nha, gắn bình ắc quy là nâng lên hạ xuống thôi. Còn phần bánh thì giờ em gỡ ra rồi, nó chỉ cố định một chỗ được thôi. Nếu anh em làm thang á, làm thang điện để nâng xe thì anh em nâng con này, ví dụ anh em có thể làm một cái cầu để rửa xe máy cũng được anh em ơi. Nếu anh em nào mà làm rửa xe máy, em làm một cái thang này cũng hay nè, thích lên cao bao nhiêu cũng được để mình rửa xe nha. Bỏ anh em làm cái tấm sàn cho nó, anh em để xe máy lên, sau đó anh em nâng lên, anh em xịt rửa gầm bên dưới. Đó là những anh em nào có điều kiện đam mê chế tạo và kiểu gọi là mình thích những cái độc lạ thì anh em làm những cái như vậy nha. Như em mà rửa tiệm, làm mở tiệm rửa xe máy là em quất luôn quả này về nâng lên rửa cho sướng. Hay em có thể chọn những cái con nó nhỏ hơn như con bên kia chẳng hạn. Rồi em lướt qua con khác em nha. À, tiện qua đây thấy cái đam ống này xả luôn cho anh em nhé, xả như giá cân ve chai luôn anh em ạ, như cân ve chai luôn nha. Anh em sau này xài mà nó có hư hay gì anh em mang ra bán ve chai nó vẫn không bị lỗ nha, anh em mất cái tiền cước vận chuyển thôi. Ống này em có đủ các loại cho anh em làm ống thải em nhé, ống thải chứ không làm ống cấp nước rồi anh em nhé, cái này là ống thải thôi. Nếu mà anh em làm các cái hệ thống cống, làm cống thải á thì ok, thoải mái cho anh em luôn. Hoặc là những cái ống to này có thể làm những cái trụ để đổ bê tông hoặc là gì để làm những cái như là thủy canh rồi đó, hệ thống thủy canh rồi đó. Cái này em cứ thanh lý cho anh em giá 12k 1 kg anh em nhé, cứ cân lên thôi, giá như giá ve chai, anh em về xài chán đi rồi anh em cân lên bán vẫn ok ha, bán ve chai. Rồi em sang cái xe cuối cùng em nhé. Đây là con xe nâng điện cuối cùng mà em giới thiệu đấy nha. Thế trước khi giới thiệu con này thì em sẽ cho anh em xem cái video mà trước đó em hoạt động nó. Thì anh em sẽ thấy là con này trước đó vẫn hoạt động bình thường em nhé, vẫn đi lại bình thường, nâng lên hạ xuống, tất cả các chức năng ok hết. Bây giờ con này nó bị lỗi gì em sẽ báo cho anh em luôn. Tức là trong một lần nó bị gọi là mòn má phanh ấy, thì em có gỡ ra để em thay cái má phanh. Đấy, khi mà thay cái má phanh xong rồi không biết bà ve chai nào đi qua rồi ôm luôn cái bánh của em luôn. À còn cái bánh, còn cái bánh đây, còn cái bánh nhưng mà cái phần má phanh ấy nha, cái phần má phanh ấy với lại một vài cái phụ kiện trong bánh ấy. Nói chung là ở trong cái phần bánh về anh em chỉ cần đây này, phần bánh của nó thì có bọc lại đây cho tránh han rỉ rồi. Sau khi phần tháo ra là bây giờ nó bị mất cái má phanh rồi nha, mất cái phần má phanh rồi. Với lại cái hình như ốp vào vẫn được. Cũng có thể nó bị mất mất lắp hả? Ờ, bị mất cái vành này đúng không? Vậy anh em thay cái vậy là thay cái bánh là được. Thay nguyên cái bánh này là được nha. Anh em nào mà làm xe lớn thì thay nguyên cái bánh này là được. Còn xác thì em sẽ bán rẻ cho nha. Về gắn bình là chạy thôi nha. Con này thì được cái là nó là lam đúc luôn. Và càng ở đó này, lao của nó đây, lao cũng rất là dày. Còn đẹp anh em nhé, xích đôi luôn. Con này nó có gần gù ấy em nhé. Đây, có xi lanh gần gù, đưa ra đưa vào được. Phần điện ok hết anh em nhé, phần nâng lên hạ xuống ok hết. Nó chỉ có cái bây giờ là kín cái bánh vào, thay vào là xong thôi. Thế thôi. Bánh đủ mà em. Tất cả cái đủ hết, thiếu mỗi lắp thôi. Mỗi lắp là cái gì? Lắp vào cái trục của nó, trục lắp. Cứ nói vậy là họ hiểu mà. Ừ rồi ok. Và cái mâm ốp vào đúng không? Phần bánh vẫn đủ anh em. Nó thiếu một cái lắp thôi nha. Đây cái phần bánh của nó đây này, với lại cái gì? Cái má phanh, thì anh em cứ lên hội xe nâng Nhật bãi em tìm. Em bây giờ em chả có thời gian để ngồi mà đi đi tìm cái này thực sự. Anh em tiện lại được mà. Tiện lại được hả? Anh em tiện bào lại được hết mà, nó bào lắp lại hết được. Nó làm được hết. Ok, nói chung là con này cứ lên cho em cái giá nó cứ rẻ thôi. Đang giá cực rẻ. Giặt phay là nó phay hết mà. Rồi anh em cảm thấy đủ năng lực
hoặc là đủ cái điều kiện để tặng em nó thì em cứ liên hệ nhá, giá cực tốt cho anh em luôn. Xuống chân hòa nó phay, nó làm lại, tháo cái trục lắp kia ra là phay làm lại thôi. Giờ thích làm thì tháo cái mâm là đưa nó đi xin xì luôn. Làm y vậy, nó tháo nguyên cái bánh này ra đường nó đi xin xì luôn. Cái thứ mua hàng thì anh em có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp, hai số điện thoại để trên góc màn hình đây hoặc trên tiêu đề anh em nhé. Đấy, em cần con nào thì em cứ chụp ảnh gửi qua Zalo em tư vấn cho anh em ha. Thông số tải các thứ thì em báo cho anh em rồi. Anh em cần cái gì nữa thì anh em cứ hỏi cho chi tiết. Cảm thấy nó vào việc được thì anh em liên hệ, giá sẽ cực tốt cho anh em luôn nhé. Ok. Nếu anh em nào thấy video này hay thì đừng quên bấm nút like để ủng hộ cho Phong DIY và nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những cái video, những cái sản phẩm hot hit thanh lý tại Phong DIY anh em nhé. Xin chào anh em, cảm ơn anh em và chúc anh em nhiều sức khỏe.